chưa có muốn vậy này. Và dọn điều hóa phương trình ý. Phương trình ấy thì ta nhập ngay nó chu kỳ T của ta vào 0,5 giây và quãng được và đi được kể từ khi dao động đến thời điểm T bằng 0,5. Delta T ở ta bằng 0,5 giây mà chính là bằng chu kỳ T luôn. Vậy ta tính được F bằng 4A. Thay số vào với A bằng 6 được 6424. Tương tự với câu 48. Đây, câu 48 thì vẫn cái đề bài đó mà. Thì nó là T trên 2 thì F bằng 2A. Câu 49. Câu 49 này. Đây, câu 49 là bài toán trừ ngược về thời gian này. Vật dao động hóa phương trình x bằng 10 cos của pi t cộng với pi trên 3 cm này. Khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu dao động là t bằng 0 đấy. T bằng 0 này. Thì bao giờ đang cố gắng kiểm tra x0 và v0 như thế nào? Cos pi trên 3 1 phần 2 x0 bằng 5. Góc dương thì sin âm. Góc dương thì v âm. Trừ sin mà. Thì khi đó ta được bắt đầu đi từ đi độ nam cho đến theo chiều âm, hiểu chưa? Vẫn đi được quãng đường 50 cm cho đến khi ta từ điểm t bằng 0 này đến cái thời điểm t bằng khoảng chấm nào đó và biết rằng f bằng 50 cm. Thì ta có vẽ hình được trường ngược ra đó. Đấy, vẽ này 0 này, đây là 10 này, dưới này là âm 10 nhé, âm 10 và bắt đầu đi từ đi độ 5 này theo chiều âm. Đây 5 theo chiều âm này, rồi đi xuống xuống biên. Giờ vật đã đi được 5 này, 10 là 15 rồi, và để đi được 50 là các bé đi xuống đây này, xong đi lên đi xuống đây nhé, xong đi lên nhé. Đấy, để bắt chéo đoạn này lên, đi lên tiếp thì được 20 đúng không, 20. Và nếu như vật đi tiếp từ đây xuống nữa, đi tiếp từ đây xuống nữa thì ta có thể cộng này, cho này 15 này, 20 là 35 rồi. 35 rồi, vậy để được 50 thì thầy chỉ cần thêm 15 nữa thôi. Bắt đầu xuống đây này, xong đi lên, đi xuống này, đi lên này, bắt đầu chạy từ đây xuống, chỉ xuống 15 thôi. Vậy và sẽ kết thúc ở đây. Và sẽ kết thúc ở đây, ở lý độ này, lý độ âm 5. Ở nhà đây là 5 này, đây là 15 nhá. 15 này cộng bên này 15 là 30, cộng với 20, chuyển thành quỹ đạo nữa là đủ 50 rồi. Vậy và sẽ dừng lại ở đây. Và sẽ dừng lại ở lý độ x bằng trừ 5 theo chiều âm, và ta tính được thời gian t cần tìm này. T này, t bằng này, từ đây xuống này là t trên 3 nhé. Để nhập nhanh là cái đoạn này mà t trên 3 cộng với đoạn bên cũng là t trên 3 nữa, cộng với đoạn giữa này là t trên 2. Vậy nó bằng 2t trên 3 cộng với t trên 2 bằng này, quy đồng đi, 2 hay là 4 cộng 3 là 7t trên 6. 7t trên 6 và chu kỳ t của thầy bằng 2 giây, vậy là 7 3 giây. Lưu ý cái đoạn này là bằng t trên 3. Khi làm nhiều ta sẽ thấy được này, từ lý độ a trên 2 đến cái lý độ đối của giá trị a là lý độ trừ a, hoặc là lý độ trừ a trên 2 cho đến lý độ dương a của ta là t trên 3. Các em được đáp án đề là đáp án A. Câu 50 thì các em tính theo quy tắc ta có nhé. Ở câu 51 thì thầy đã cho cái bài toán liên quan đến phần quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất rồi. Có lẽ để buổi sau thầy sẽ chữa cái bài đó, hoặc là học xong cái bài đó thì các em sẽ nắm là cách làm. Thầy sắp xếp nó chưa được đúng mục. Câu 52. Câu 52 này. Vật dự hòa theo trục OX này, phương trình x bằng 5 cos. 5 cos của 8 pi t cộng pi trên 3. Pi t cộng pi trên 3. Quãng đường vật đi được từ điểm t bằng 0 đến điểm t bằng 1,5. Thì ta đầu tiên là tính chu kỳ này, chu kỳ t của ta bằng này 2 pi chia cho 8 pi thì bằng 1/4 giây. Thứ hai là tính delta t của ta là từ thời điểm t bằng 0 đến t bằng 1,5, vậy là 1,5. 1,5 này nó chính là bằng 7. 1,5 là 3/2. 3/2 giây. Vậy thì lập tỉ số delta t chia t thì bằng 3/2 chia 1/4. 3/2 chia 1/4 nhân 4 lên thì bằng 6. Vậy chia delta t của ta bằng 6t. Vậy S thì của ta sẽ bằng bao nhiêu?
6 nhân với 4 a đúng không, một chu kỳ 6 nhân 4 là 24 a, 24 nhân 5 là 120 cm. Em được đáp án là C. Câu số 53 tương tự, bởi vì thầy nhìn thấy ngay cái 30 giây ở đây, 30 giây ở đây mà chu kỳ ta bằng 0,5, 60 chu kỳ, 30 giây là 60 chu kỳ, 60 chu kỳ mà nhân kem nhân với 4a nó tương ứng đi. Ở câu số 54 thì giống như lý thuyết thôi. Từ em tính đáp án là 15,34 nhé, lấy gần đúng. Câu 55. Câu 55 thì kiểm tra câu 55. Phật dao động phương trình này, x bằng 1,25. Cos của 2pi t trừ pi trên 12. 2pi t trừ pi trên 12 cm này. Quãng đường vật đi được sau thời gian t bằng 2,5 giây. T bằng 2,5 giây. Tức là từ điểm T bằng 0 này đến điểm T bằng 2,5 giây. Thì ta có ngay đây là T của ta bằng 2,5. Mà đến này chu kỳ cho này là 1, vậy này chính là bằng 2,5 lần chu kỳ T luôn. Đấy, từ đó ta có S gì bằng 2,5 nhân với 4 này. 2,5 là chu kỳ trên 2,5 nhân 4 này. 2,5 nhân 4 là 10. 10 nhân với A nữa thành 10 nhân với 1,25 là 12,5 cm. Kem được đáp án là D. Câu 56 thì tương tự, câu 56 các em có ngay được chu kỳ là bằng 2/3. 2/3 đen là T của tăng 3 giây, vậy 3 chu kỳ. A bằng 2 chu kỳ, 2 chu kỳ thì các em tính được ngay nhé. Thế trước câu 57. Câu 57. Năm bảy này, x bằng 4 cos, 4 cos cộng 4 pi t trừ pi trên 2 cm này. Trong 1,125 giây đầu tiên, tức là tính t bằng 0 này, đến t bằng 1,125 giây đầu tiên thì vật đi được quãng đường s thì bằng bao nhiêu? S bằng bao nhiêu? Thế ta thay t bằng 0 vào để kiểm tra. Kiểm tra cũng được, hoặc là ta đánh chu kỳ đi. Chu kỳ t của ta bằng 0,5 giây. Ở đây bằng 1,125. 1,125 giây thì các em tính ra bằng 9/8. 9/8. 9/8 giây. Và chu kỳ t của ta được bằng 1/2. Vậy từ đấy thì suy ra delta t chia t đi. Thì bằng 9/8 chia ra 0,5. Chia nhân 2 luôn, nhân nghịch đạo lên. Điều 9/4. 9/4 tách này 2 cộng với 1/4. 2 cộng 1/4. Vậy, bắt chéo lên ta được delta t bằng 2t cộng với t trên 4. Sau 2t thì vẫn ở cái vị trí đó, vậy ta sẽ kiểm tra được vị trí ban đầu nhé. Thì là tại t bằng 0, x0 như nào, v0 như nào. T bằng 0 này, x của ta bằng cốt pi trên 2, cốt pi trên 2 bằng 0 ở vị trí cân bằng theo chiều dương, góc âm thì chiều là dương nhé. Vậy khi đó ta có được ngay cái sơ đồ hình vẽ này, 0 này, đây là 4 này, dưới là âm 4 này, và bắt đầu đi từ vị trí cân bằng theo chiều âm đi xuống như này. Sau 2t vật vẫn ở vị trí cân bằng theo chiều âm, và sau t nhân 4 nữa thì vật đi thêm một con đường nữa, chỉ là bằng 4 cm. Vậy ta tính được ngay S gì tổng cộng của ta, chỉ nó bằng này 2t là 8a, 8 4 32, 32 cộng thêm 4 nó bằng 36 cm. Và các em được đáp án ở đây là đáp án B. Cái này trong bài giảng ta có hết những cái dạng bài như này rồi. Vậy thầy chơi tiếp.